Hôm nay em giao hàng cho anh Công ha, đại lý gạo Phước Lan Phước Bình Phước Long Bình Phước. Giờ chưa thấy giao hàng cho anh Công. Đây là hai cái cây. Nãy giờ em cũng đã thử tải rồi, trước khi giao em đã thử tải rồi. Loại này là loại đẹp nhất nha. Và em bán ra rất là nhiều rồi. Đây, mọi người nhìn cho kỹ ha. Nước sơn của nó rất là đẹp. So với mặt bằng chung trên thị trường nó loại là xài được nhất. Một lỗ thôi. Một lỗ đây thôi. Càng ít lỗ càng tốt và nó sẽ không có bị xì dầu nhiều. Đây là loại là hàng quen đi post đồ trắng và nó hàng tất cả hết chứ nó không phải là cái dạng mà dặn răng vô thì nó sẽ hạn chế việc mà bị xì dầu ra đó. Trên đây nó có cái khoan lỗ nè, em chỉ nêu một số cái địa điểm mà cái cảnh điểm của nó so với những cái loại khác. Người ta sơn rất là đẹp phải không, sơn đen hết không bị xét đồ. Dưới 5 tấn đổ đầu 1 tấn ngắn xử lý rất là đẹp. Các bạn thấy có thể nó nhìn nó giống nhau nhưng mà thực sự cái loại này nó là chất lượng rất là tốt so với những cái loại khác. Khi mình sử dụng ở đây mình xiết á, mình chỉ xiết chặt một phần tư dầu, còn xả mình chỉ xả một phần tư dầu là nó đã xả rồi, đừng có xả nhiều quá, ở đây dầu nó sẽ bị xì ra ngay chỗ này, mình chỉ cần một phần tư dầu đó. Khi mà phá lại mình chỉ phá chặt một phần tư dầu thôi, quá thì phải chặt một phần tư dầu và sau đó mình sử dụng. Bằng kẹo vàng đó. Mẹ
biết đấy.